suy nghĩ giống ai em cũng không? Nói em quen BD hết trơn. Tới ngày đám cưới luôn á mà bạn em với bầu sơ á còn mắc lại hỏi: ê sao tao thấy mày lấy BD uổng vậy? Đầu vô cái cũng nằm nằm kế bên vậy đó. Thì ôm cái lúc đó mặt mày này ghê lắm. Tôn trọng tôi nha, tôi về đó, tôn trọng tôi nha. Ông lần nữa tôi về đó, tôi thấy ông Hiền cũng vô đây, ông đừng làm trò đó. Tôi về đó, tin không? Tôi hứng luôn. Kỳ ta, tự nhiên vô gieo giấc mơ vậy đi đóng tiêu. Mời hai em giới thiệu về mình. Dạ em tên là Châu Việt Trường, năm nay em 33 tuổi. Công việc em là ca sĩ tự do, đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ em là Dương Thanh Trúc, em năm nay cũng 33 tuổi. Cũng là ca sĩ tự do, hát dòng nhạc quê rô và cải lương. Hai vợ chồng cũng là ca sĩ đúng không? Dạ. Mà có hát chung song ca nhau hay là mạnh ai đi hát một cái dòng nhạc riêng của mình? Dạ tại vì con này hát tổ, còn ảnh hát nhạc trẻ nên không ai đi. Tức là hai đứa là hai cái khác nhau luôn. Dạ. Trúc là hát cải lương hả? Dạ. Rồi. Sao gặp ta? Ước cho mà nhạc trẻ xong rồi qua cải lương lắm. Nó có một cái show đi. Hồi gặp nhau hai đứa rồi phải lòng nhau, nhưng mà ông Trường là cua Trúc nè, đúng không? Dạ. Đúng không mà dạ? Dạ đúng. Ồ hay quá vậy. Hay chưa vậy? Thôi kể đi. Sao nè? Em với vợ em là biết nhau lâu rồi. Mười mấy năm trước á. Em có đi vô em hát cái chương trình lễ cưới. Xong xuôi là em gặp bà này lúc mới vô bà hát thôi. Xong xuôi cái em bẵng đi một thời gian lâu. Mười mấy năm á. Coi như là mất nhau mười mấy năm. Dạ. Tại vì hồi xưa cô biết không, ổng chê con xấu. Hồi xưa là ảnh là đi hát bên tập kỹ, còn con là hồi xưa mới vô nghề là con hát bên đám cưới. Cái ảnh nói em bé này sao lúa quá, ảnh nói chuyện. Vậy đó cô hả? Thương mình đó nữa. Dạ, tức lắm á cô. Trường thì chê cưng lúa đúng không, nhưng mà cưng có để ý Trường dạ, không? Dạ cũng chưa có ai để ý, tại vì bên tập kỹ qua thì ít nói chuyện với tụi con. Tụi con là MC tiệc cưới thì cũng ít có nói chuyện với bên tập kỹ, tại thấy người ta chảnh hay sao. Cái cũng không thèm. Không hề nào trơn. Không gặp lợi thì đứa nào cua đứa nào nè. Vô tình em đi hát về á, lướt Facebook gì nè, ai giống bé hồi xưa mà nó đen đen xấu xấu nè. Sao nay trông lạ quá. Đẹp quá. Chỗ đó. Dạ chỗ ra đó. Lúa chỗ đồng đó. Sao nè. Xong xưa cái em mới lướt vô, em vô mình lận, ai quen quá. Cái đầu bên đây trả lời: bé hồi xưa ông chơi số quắc nè. Vậy đó hả? Cũng còn tích xuống cơ. Dạ bớt một. Trong khoảng mười mấy năm á thì em có người yêu không? Dạ ai cũng có hết, tại vì trai lớn rồi gái lớn lên đều có. Nhưng mà cái lúc đó là dạ, đang tình là trạng như thế nào? Chia tay hết rồi. Độc thân đúng không? Độc thân. Dạ. Đó, rồi sao nè? Rồi cái ổng mới nói chuyện qua lại, cái đầu ổng rủ thôi vô Messenger để nói chuyện. Lúc đó là viết trên Facebook. Anh ta mới xin cho gặp mặt. Rồi cái ngày đầu tiên gặp mặt thì sao? Cũng gần Tết em ha. Dạ. Em bữa đó em bỏ xô, vợ con cũng bỏ xô luôn. Mà lúc đó vợ của em đó đi tắt niên. Cái đầu em mới nhắn tin, em nói sao chắc chết cha, chắc cho leo cây hay sao. Con phá máy luôn cô. Con đến này vô tiệc vui quá rồi, mà ông này xưa ghét ổng nữa. Thôi phá máy cho ổng leo cây. Cái con suy nghĩ vậy rồi. Hứa với người ta mà người ta nhắn tin, ta nói bỏ xô tội nghiệp quá. Cái thôi mở máy ra hỏi ông có gặp tôi không. Đây trả lời liền luôn cô. Đây. Canh mà, đang cầm thổi canh mà nghe cái tăng mừng quá. Gặp. Gặp phải không? Dạ. Rồi xong rồi hai đứa gặp nhau quán cà phê. Đó, gặp nhau đó. Ở ngoài đó. Đó. Đúng không? Cái cảm giác đầu tiên khi mà gặp lại sao? Em ngồi quán cà phê em đợi cỡ nửa tiếng. Bước vô thì em cứ hình em gặp là em cứ giật mình. Em suy sụp luôn. Suy sụp sao? Xấu quá. Trong hình nhon quá mà sao ở ngoài bự quá. Tại vì con thấy ảnh ở trên hình nó rất là men rồi. Chụp hình nó thấy ảnh lớn vậy lắm. Thế con suy nghĩ chà, ông này ổng chắc ổng cao dữ lắm mà. Con quất cái đôi bốt mà chắc tắt rưỡi ra trong ha. Rồi con đội thêm cái nón hip hop, rồi con mặc thêm một cái áo thun rộng nữa. Con nói vậy thì mới xứng với ảnh. Gần mấy tắm. Con dạ đúng rồi. Rồi sao rồi gặp Trường thì sao con? Con điện con hỏi ảnh đâu. Cái ổng đứng lên ổng đưa tay ổng nói ảnh đây nè, cái con có cửa chết cha hố rồi. Nói giờ không lẽ quay xe về ta. Vô cái đầu em nói lần đầu tiên gặp bạn trai mà con nói cô xỉn. Xỉn luôn. Cái mặt đỏ ké mới đi tiệc về. Mới đi tiệc về. Xỉn mà đen đầu luôn á. Đi vô lạng chạng vậy nè. Gặp thứ dữ rồi. Gặp thứ dữ. Nói nhìn trên Facebook sao thấy hiền quá mà sao mày dữ diễn biết. Lấy bình tĩnh lại. Gặp cái cô này chắc lần này về chắc gút luôn. Bắt hồn mất xác luôn đó. Mất xác luôn. Vừa vô kéo ghế đặt ịch xuống nè. Em muốn gì em muốn đi. Làm cho ly cam. Cái tay gì nè cô? Cái tay DJ luôn. Cái tay nè. DJ. Làm ly cam đi anh. Trời ơi. Nói bụng chết rồi, sụp đổ rồi. Sụp đổ rồi. Rồi quay qua.
đi hợp quá bụi, đi xe bụi chết rồi, hụt hẳn hoàn toàn luôn. Con tự nhiên đàn ông đúng không, y chang đàn ông luôn. Gán đi Trường ơi, tự nhủ lòng gán nửa tiếng rồi về về rút luôn chứ này không ổn rồi. Đó rồi vô ngồi nói chuyện một hồi, hồi thấy cô ta cũng 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 nội tâm với cũng tình cảm, rồi về cho nhau cơ hội tìm hiểu vậy đó. Nhưng mà tại vì giọng nói của bạn này có đáng yêu lắm nè. Dạ con là thẳng tính nè, rồi vui tính nữa, con hay làm trò lắm. Anh nhiều khi con hay ghẹo, con thấy vô cái anh ta cứ khép nép, mà cô biết không, cái hình ảnh ban đầu đặt vô mắt con là chết cha rồi, không lẽ mình quen sinh viên ta. Anh có chút ép hả ha, mà mặc cái áo sơ mi trắng mà ủi lắng con luôn. Đầu là vuốt sụ sụ xuống kiểu Hàn Quốc đó cô. Rồi ha, miệng thì cười chành mà nước da anh trắng bách ha. Nhìn mặt ông này chắc chừng 26, 27 chứ gì trời. Hai năm trước là vợ 31 chồng ha. Vô cái mắc cỡ nữa cô. Đúng kêu ly nước cam ha, để là uống tới gần về luôn, còn yên nguyên ly nước cam. Cái con thấy vậy á, con giả bộ nói con hỏi toilet đâu đừng con đi. Vừa đi quay vô quay ra thì nước cam sạch bách không còn. Trời ơi, nó mất hồn quá, uống không biết sao không? Con khát nước, nói chuyện một hồi nó thao thao thiện khát nước. Cái nói chết cha, uống thì nó kỳ quá. Mới quen nữa, gặp kỳ quá. Đâu quýnh giá. Quýnh giá. Đó. Vợ em vừa quay lưng đi vô. Dứt liền cô. Kéo rồi rốt tranh thủ. Nhưng mà cái lúc đó là đã có vẻ thích thích chưa? Thích cô này chưa? Cũng chưa nữa. Nhưng mà còn em thì sao? Nói sao mà ẻo lão quá trời, mà nói chuyện cười ha, cười đưa nghe hàm răng. Nói hả mà nói chuyện hấp tấp. Dạ. Bả rồi. Bả, nghi là bả mà khôn lắm cô. Em cho anh xin tìm hiểu, hai đứa mình tìm hiểu nhau. Nhưng mà ra điều kiện nha cô. Mình làm ở trong nghề này là đừng có công khai. Anh không muốn công khai sớm, để tìm hiểu thật chín chắn rồi mới công khai. Sao kỳ kỳ ta, quen mà không cho công khai là thấy có cái điểm gì kỳ kỳ vậy nè. Mà cũng thôi kệ, anh nói cũng có lý. Ok. Bạn bè em á, mà tiếp xúc với anh á, có ai có đồng suy nghĩ giống ai không? Cũng nói em quen BD hết trơn. Tới ngày đám cưới luôn á, mà bạn em với bầu xô á còn quắc lại hỏi: ê, sao tao thấy mày lấy BD uổng vậy? Vậy đó hả? Dạ. Nhưng mà lúc nào thì con chính xác là anh không có bơ đơ. Bao lâu? Dạ chắc khoảng gần cưới á, khoảng 2-3 tháng sau á. Mấy tháng thì hai đứa cưới nhau? Dạ 3 tháng à. Nghĩa tại vì nói lại chung thì hai vợ chồng quen nhau cũng trắc trở lắm. Cũng có trong 3 tháng mà trắc trở dữ lắm em. Dữ lắm, trở lắm, mấy năm Mỹ cưới bà đến ào ào. Đâu em đã kể một cái sóng gió mà nó nặng nhất. Tại vì em đi hát á, fan họ yêu thích nhiều quá. Sau này em công khai 1-2 tấm hình vợ em lên Facebook á, vô cái chửi quá trời luôn. Vô chửi mà còn nhắn tin cho con nữa. Chửi với chửi con à? Không dạ. Có chửi con mà nói xấu anh này. Chân dạ. Chuyên là chân chuyên ở cái dạ. Về phần xã hội chứ còn về phần gia đình thì ok đúng không? Gia đình thì hối thúc. Nó còn một cái lý do gì mà khiến coi như là em 3 tháng em phải cưới cô này cho bằng được? Nó còn cái lý do gì nữa không? Dạ tại vì á cũng đầu qua anh. Đào hoa dữ lắm, thấy hiền hiền vậy chứ đào hoa dữ lắm. Là em đòi cưới. Ảnh đòi cưới, tại vì là giống như... Nếu vậy thì em phải đào hoa thì ổng mới đòi cưới sớm chứ. Dạ không, cái này nó tréo ngoe là gì nè. Ảnh đi tỉnh, cái hai đứa cũng cãi, cũng có cãi tại mới quen mà cũng có nhiều điểm bất đồng. Cái ổng nói chuyện với ổng có một tuần à, ổng đăng hình bạn gái. Dạ, rồi cái bạn gái đó lại tưởng là như ổng chọn người đó rồi, cái lại nhắn tin ngược cho con. Bạn gái cũ hả? Bạn gái mới luôn á, trong lúc hai đứa giận nhau cái thằng chả đi tìm hiểu. Cũng quơ quào á. Dạ. Chứ cái này là xây cua á cô. Kêu ổng là nói rõ, một là quen, hai là chia tay. Ổng mới nói là thôi anh chọn em. Nói chung là cũng cãi dữ lắm. Cái con ổng tin, cái con bỏ con về nhà con, để lúc đó là ảnh có kêu con lên phòng thu của ảnh á, ảnh cũng làm phòng thu nữa, là ảnh quay MV luôn, là lúc đó ảnh làm cho con luôn. Ảnh mới năn nỉ, ảnh mới nói là thôi bây giờ là cưới đi, để là không có còn những cái vấn đề mà bên ngoài nữa. Em làm chủ cuộc sống của anh rồi thì không còn ai phá được nữa. Kiểu là cũng châm chế cô, châm trước cho mình á, nói là người ta phá không à. Nhưng mà điều tra ra là người yêu. Cái con đâu có chịu cưới cô, gây lộn mấy lần đuổi con ra khỏi nhà luôn. Tưởng kèo dưới mà hóa ra là kèo trên đó hả? Dạ. Xong vì lý do đó mà phải cưới đúng không? Dạ. Nặng đòi là bắt là cưới. Dạ, với lại khi mà về nhà thì thấy ba mẹ chồng á với anh em chồng ai cũng hiền hết á. Hiền dữ lắm, nên là con thôi cũng cưới luôn. Với mẹ bên con á, nó thôi cũng lớn rồi. Mày cứ đi lông bông mày đi đâu có 2-3 tháng mày quải ba lô cái mày về. Mày đi lông bông tao sợ mày cũng giới tính vậy. Trước cái tháng thứ 3 đó là test luôn. Như vậy là chứ không phải là đợi tới đêm tân hôn mới test đúng không?
Không, đúng không? Tết trước chứ. Tết trước chứ anh sợ. Tết trước, tại vì cô biết sao không? Lúc đó cũng gần cặn Tết vậy nè. Cái mít bài xong xuôi cái này. Ở đây hỏi bà coi hát đâu, rủ lên chơi. Cái mặt nguyên bộ áo dài đi lên đó nói được à, được à. Cái nó em đi hát về mệt thì vô rửa mặt rửa mày đi, rồi vô phòng anh nằm đi. Nghe lời cô, đi te vô phòng luôn, nằm còn khô vậy đó. Em ở ngoài em nói ngon à, ngon. Tắt máy liền, khách điện tới. Thôi thôi thôi, anh hết thu rồi, anh đi làm. Rồi đi làm. Sao? Xinh cô. Xinh quá trời luôn. Đầu vô cái cũng nằm nằm kế bên vậy đó. Thì ôm. Cái lúc đó mặt mày này ghê lắm. Tôn trọng tôi nghe. Tôi về đó. Tôn trọng tôi nghe. Ông lần nữa tôi về đó. Tôi thấy ông Hiền cũng vô đây. Ông đừng làm trò đó. Tôi về á, tin không? Tôi hứng luôn. Kỳ ta. Tự nhiên vô gieo giấc mơ vậy đi đóng tiêu. Xin hoài luôn không bỏ cuộc. Em thương anh đi, thương. Mà cái mặt đáng thương với cô, cái mặt tội lắm luôn. Cái mặt tội lắm mà cứ em thương anh đi. Thương ông rồi ai thương tôi? Cảm thương lắm rồi tới lần thứ bao nhiêu thì con mới đồng ý. Cỡ 2 tháng sau. Cái sáng nghĩ là mình là phụ nữ, mình là bạn gái, mình ra mình làm việc nhà, mình giặt đồ rồi cho ổng. Vô đứng chống nạnh như đàn bà vậy cơ. Ai cho? Giỏi quá vậy. Ai cho vô đây ngồi này kia. Con hết hồn với con bay ra ngoài. Mà bà chống nạnh như đàn bà vậy. Bà chống nạnh rồi. Bà chống nạnh. Cái con nói tưởng sao ba vô ngồi giặt thính bơ cô. Nói nè, mấy cái việc này là phải để cho anh. Mà thiệt cô, từ hồi lúc đó tới bây giờ là quần áo nhà cửa là ảnh không. Dạ. Dạ, cái từ đó tới sau ấy thấy thương. Bây giờ tụi em cưới được bao lâu rồi? Dạ gần 2 năm. Gần 2 năm đúng không? Dạ. Rồi. Bây giờ thôi, bây giờ đến cái phần quan trọng lắm. Phần này là phải chuẩn bị tâm lý nha. Bây giờ em nói trước đi. Đó, người đàn ông này có tật xấu gì không? Chồng em á thì ảnh là ảnh hiền dữ lắm nha, có cái tật xấu mà kinh điển mà không thể nào mà chấp nhận được, đó là giận lên cái la như đàn bà. La bài Hải phải không? Dạ, còn... La bài Hải à cô, mà cô nói cô ha. Giận hồi sáng ha, là ổng nhai hoài, tới chiều nhai nào ổng cảm thấy ông đã cái nư ổng rồi. Nói hoài hả? Nói hoài luôn anh. Em nhiều khi em giận lắm, nói em ăn nhai cái gì. Cái ổng nói thì tôi tức thôi, bà cho tôi nói đi. Nó đã là tôi nghĩ. Mà hai vợ chồng là chưa bao giờ giận nhau quá 2 ngày. Hầu như là sáng giận là ảnh nói đã nên là tự vô năn nỉ. Và là chiều là về thôi. Với lại ảnh kỹ tính đó cô. Kỹ tính cực kỳ luôn. Nhiều khi á con đi làm về mệt á, đồ đạc con để mà chưa kịp dẹp là đồng la. La từ trên lầu mà giọng chứ dội dội vậy đó. Trời ơi, dễ thương quá. Nhưng mà giờ cái phần giặt đồ là mặc dù có máy giặt rồi nhưng mà là có máy giặt nhưng mà đồ đi diễn là giặt tay. Đồ đi diễn là giặt hết. Dạ, đồ đi diễn với đồ con là phải giặt tay hết, là từ hồi quen cho tới bây giờ, hiện tại bây giờ luôn là giặt đồ, ủi đồ đi diễn của em luôn. Rồi lau nhà, lau cửa, nói chung tất cả công việc nhà là ảnh làm hết. Nấu nướng ai nấu? Nấu nướng thì mẹ. Mẹ chồng. Rồi em ở nhà em làm gì? Em giữ con. Đừng có nói ví dụ con, đi chợ, ổng cũng con đi luôn nha. Dạ, ảnh đi luôn. Thôi đi luôn. Lúc, hả? Dạ. Lúc đầu thì hai chồng cùng đi, đèo nhau đi. Cái tới chừng khi mà mang bầu, cái em ngán, cái em làm biếng, cái giao cho ảnh đi luôn tới giờ. Rồi đi rồi có trả giá đâu không? Trả giá hơn em luôn. Trả giá mà mấy bà đó, mấy bà bán ra bên đây. Ê, mày có phước lắm mày mới lấy được chồng này nha. Tao sợ nó rồi đó. Cưng quá hả? Thôi, chương trình này mà phát lên nữa là mấy chị bán rau bán cá chắc khoái em lắm á nghe. Không mà ai cũng thương em hết trơn anh Thuận. Mấy cô, mấy chú, mấy bác đồ à bán rau rồi đó. Giảm mừng lắm. Nó sợ là ghẹo thôi. Dạ, chứ thật sự kêu ông hỏi ông có vợ chưa, gã gái. Dạ. Khi em trả giá cái vợ em ngồi sau ngại á, quèo quèo nè. Cái nó không có gì hết á. Để anh. Nó tính chi ly luôn á cô, ngồi tính mà con nhức đầu luôn á. Tính lại anh, tính lại. Nãy ví dụ như đó, bự ngàn, em thấy không? Cái lợi chỗ thịt heo 5.000, 15.000. Cái chỗ kia gạo được 5.000 đến 20.000, được ly trà sữa. Lời được ly trà sữa. Nhưng mà người ta rất thương con. Tức là người ta gặp là người ta cười, gặp là người ta cười vậy. Cái lỗ tai với cái miệng này á, là hay nghe ngóng ở bên ngoài dữ lắm nè. Tức là khi mà anh không ưa ai á, anh không ưa ai trong nghề mà có áp lực hay là gây lộn với ai, không ưa ai về có tâm sự với con. Vậy là con là chịu trận. Sao? Giống như anh giận ở ngoài là anh giữ cái mối quan hệ á, anh muốn như cái không khí nó hòa nhã đó, là không bao giờ mà cãi với người ta đâu. Dễ bắt đầu nhai cho con nghe, nhai từ sáng tới tối. Mà nhiều khi mà tức quá, cô biết không, 3 giờ phi rồi không cho con ngủ. Nhai hoài cái con năn nỉ anh ơi thôi cho em ngủ đi. Gắn xíu nữa đi em, gắn xíu nữa anh hết tức. Em nhai xong đi rồi mới đã cái cơn nữa hả? À. Dạ. Rồi bây giờ tới em đó, Trường. Cô ấy có tật xấu gì không? Dạ em thì nói chung cũng không có nhiều anh. Chỉ có gì nè, giống như đồ á, đi hát về diễn cái bỏ đầu nằm cái. Cầu thang cái. Cái kẹp đồ đó để tùm lum hết trơn. Cái
chống nạnh thôi. Xô diễn khác. Ủa bữa đó ông dẹp tôi đâu, ông để đâu, để đâu. Cái đó nó chạy cái gì cũng một mình tôi làm sao nhớ nổi. Nó hay càm ràm. Cái nhiều khi em cũng đi hát về phía đi tỉnh rồi đó. Cái vừa mở tới nhà cái đi bước xuống cầu thang. Đưa cho em cái gì cô đưa cho con gì cô biết không? Cái cài. Rồi xong xuôi mắt kiến, chùi đàng hoàng. Vô làm nhiệm vụ thiêng liêng đi. Thao đồ từng nay chưa giặt. Rồi cái kêu vô anh rồi anh giặt giùm em đi. Đồ trắng không à. Em giặt không nổi. Giặt giùm em đi, cái ngồi cũng thương cũng ngồi giặt nữa, phía giặt hoài vậy đó. Đúng tại chồng cưng kiếp con hư với bộ. Em lúc con phước. Anh không cho con làm kiếp con lúc quen. Lúc con chưa có gia đình cũng vậy luôn. Ở nhà là làm cho mẹ đồ hết luôn. Giặt đồ hết nhà luôn. Mặc dầu có mấy giặt nhưng mà thích được chăm sóc gia đình tại đi suốt phải không? Anh là chỉ có cái đàn bà thôi chứ thật sự là anh không có gì xấu hết. Ở nghe nè, đừng nói à, là cũng có đi nhậu nhẹt rồi. Khoái bia bọt rồi nha. Dạ không, con em hả? Em là từ ngày gặp ảnh là biết ảnh không nhậu, ảnh không biết nhậu. Em không nghe cái mùi là đâu. Em bỏ luôn. Tại vì tối ngày hẹn nhau là ảnh cứ rủ đi trà sữa không. Trường. Có mong muốn vợ thay đổi gì không? Mong muốn vợ gọn gàng lại xíu với bớt càm ràm em lại. Tại vì nhiều khi em làm phi á, đi hát về phi cái ngồi máy tính phải mít bài nữa, dựng MV cho người ta nữa. Cái càm ràm việc nhà việc này kia cái bực lên cái đầu có chuyện. Nhưng mà gây lộn đứa nào thắng? Con lúc thắng. Nào đây cũng thắng, lúc nào cũng thắng hết. Chào là con ngồi suốt, tức là cứ cự cự ngồi nghe kể nói gì nói, ngồi bấm máy tính hoài, làm hoài làm hoài làm hoài. Nó sao nãy giờ tôi nói ông nghe gì không? Nó nghe. Dạ biết rồi. Nó dạ biết rồi. Dạ. Mà nó nói vậy hoài hồi cũng làm biến cãi ha, làm biến gây nữa. Dạ. Chồng con là lâu lâu nhiều khi bộc phát dữ lắm, dồn vừa công việc vừa ở ngoài đời rồi dồn dữ lắm mới bộc phát thôi. Dạ. Chứ thường thì là ít lắm, nhưng mà tự em bộc phát là cũng tự gánh năn nỉ à. Rồi con sao không mong muốn Trường thay đổi gì? Con mong muốn là giống như chồng con á, cũng bớt càm ràm. Nói chung hai chồng cũng hợp tánh là hay càm ràm. Chứ những lúc mà hai chồng cãi lộn mà giống như vợ có lỡ lời cái gì đó thì chồng cũng gán kìm nén. Với chồng chồng con thì có cái tật hay la mà hay nói nhiều cái câu để cho con buồn á. Bị tổn thương á, nói nặng á. Rồi nói nặng xong rồi tự động xin lỗi. Biết sai, biết là anh tức quá anh nói. Nhưng mà thật sự những cái đó làm cho con bị tổn thương. Không, nhưng mà bây giờ nó phải là từ hai phía. Ví dụ như bây giờ con biết chồng con nhiều áp lực thì con phải chia sẻ cái áp lực đó, đừng tạo thêm áp lực nữa. Ví dụ vậy thì là từ từ con sẽ thay đổi được cái cọc tính của chồng con đó. Thời gian sau này thì con cũng thay đổi nhiều, giống như con cũng hiểu ảnh áp lực vậy đó. Tại hồi trước mới, tại quen nhau ít do quá rồi lấy luôn nên con không hiểu. Bây giờ thì con cũng đỡ. Vậy là hiểu rồi đúng không? Biết sao nhiều khi nhà trường, nhiều khi á mình kiểu như mình là cái người mà cầu toàn và chu đáo quá, thành ra mình cứ quán xuyến mọi thứ, mình thấy cái gì mà giống như là không phải tay mình làm mình không có yên tâm, thì cái đó làm cũng một phần là tự mình làm cho mình khổ. Đó cô cũng vậy đó, nhiều khi cô cứ hay bị đa đoan quá đó, rồi cái tự mình mệt tự mình khổ thôi. Đúng rồi. Mình cứ nghĩ là mình không làm thì chắc là cái công việc đó nó sẽ không chạy hoặc là như nào, nhưng mà thực ra mình cứ né ra thì mọi thứ nó vẫn chạy. Có điều nó sẽ không chạy bằng mình thôi, nhưng mà sẽ một lần hai lần ba lần riết rồi sẽ phải quen, kiểu gì nó cũng sẽ đạt được. Thì nói chung là cô giờ cũng đang học cái cách mà tạo bỏ bớt áp lực cho mình, cho bản thân mình đi. Nó là vậy đó. Rồi, hai vợ chồng này quá đáng yêu rồi. Và phải nói là chúc mừng em khi mà em gặp một người đàn ông mà rất là tâm lý. Và cái thứ hai nữa, biết chia sẻ rất nhiều công việc nhà với người phụ nữ mình như vậy là rất là quý. Cảm ơn em đã đến với chương trình. Cảm ơn cô, cảm ơn anh. Trên xe có 4 người bị lật trên đường cao tốc. Thì là có 2 người mất ngay tại chỗ, còn 1 người thì là sống thực vật. Cô này thì cô ấy đúng là may mắn thôi, là chỉ bị gãy chân, gãy tay, gãy xương sườn. Là kính đâm vào người bất tỉnh, xong rồi tỉnh dậy là thấy mình đang nằm trong bệnh viện rồi, chân khuỵu xuống. Có người ta không biết, người ta đỡ thì người ta cũng sốc lên, thì đúng vào cái phần tay này, người ta kéo tay nó ở đó thì gãy luôn cả tay cả chân, đúng vết cũ luôn. Tức là tháo ốc tháo này kia nọ đó. Trời thì cái đó nó chưa lành, cũng có thể ạ. Nên khi mà cọ sát đụng nhẹ là vỡ ra, tức là gãy ở trong đó luôn. Cái lần đó thì các chị nghe kể không? Kể mà em còn ớn á. Thấy đau lần đó thì em cảm nhận hết. Mọi đau đớn là em cảm nhận hết. Cái lần đầu tiên thì là em bất tỉnh biết, đúng không? Ông là đau nhất. Cho nên là em muốn giải thoát cho anh, cũng bởi vì là muốn tốt cho anh thôi. Anh có nói với em một câu cả cuộc đời em không bao giờ quên. Em cứ yên tâm, cho dù em có tàn phế cả đời, em có phải ngồi xe lăn cả đời thì anh cũng vẫn sẽ yêu em, anh vẫn sẽ lấy em làm vợ, chăm sóc em cả đời.
Chào cô. Con chào cô Vân ạ. Em chào anh Quốc Thuận. Rồi mời các em ngồi. Chào cưng. Bây giờ chúng ta thống nhất với nhau là anh chị hết. Dạ. Lời đầu tiên cho phép Đinh Vi Trường xin được gửi lời chào thân ái và những lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Vợ Chồng Son. Em năm nay được 36 tuổi, hiện tại thì em đang là ca sĩ. Mời em. Dạ, em xin được giới thiệu, em tên là Lê Thu Hương. Em năm nay 33 tuổi ạ. Và em cũng là ca sĩ ạ. Hai em đã có em bé chưa? Tụi em hiện tại đang có một bé trai được 16 tháng ạ. Kể cho anh biết đi, hai vợ chồng lần đầu tiên là gặp nhau ở đâu? Bọn em thì ngày xưa là cùng là ca sĩ, đi hát với nhau ở ngoài Hà Nội, đi hát phòng trà. Cái thời gian đầu là em biết cô này không biết em. Mỗi lần em đến, lúc em chuẩn bị hát thì là cô hát xong rồi cô đi mất rồi. Nhưng mà lúc đó là Trường đã hát, đã tham gia chương trình... Chưa, lúc đó là em chưa vào Sài Gòn và em chưa tham gia chương trình Việt Nam Idol. Em cũng để ý cô bé này là làm cùng chỗ với mình, cũng xinh xắn, cũng dễ thương, cũng hát cũng hay. Thời gian sau đó thì tụi em có duyên được diễn chung một cái chương trình đi tỉnh. Được đi chung xe với nhau và cô ngồi ghế trước em mới có cơ hội để chuyện trò. Với Thu Hương thì em ấn tượng gì nhất ở Thu Hương? Ấn tượng nhất với vợ em lúc đó là làn da. Làn da cô rất trắng. Em thì thích phụ nữ là phải có làn da trắng. Tại vì em cũng trắng. Đã không phải. Hương ấn tượng ở trường là điều gì? Lúc mới đầu gặp anh Trường thì em cũng chưa có một cái ấn tượng gì lắm. Có những buổi mà em hát ở phòng trà, gửi xe ở ngoài, em có nghe thấy một giọng nam hát rất hay. Quay lại sau, giọng giống Lam Trường thế. Ngày xưa Lam Trường là idol ấn tượng của em. Cuối cùng lúc đi vào thì ra là anh Trường. À, lúc đó thì bắt đầu em mới để ý đến anh. Cũng là anh Trường nhưng mà không phải anh Lam Trường. Đúng rồi, mà Lam Trường cái thời đó là nói như bài mua. Lúc đấy anh Lam Trường, em cũng chỉ nghe nhạc của anh Lam Trường không và em hát lại hơi bắt chước anh Lam Trường một xíu mà toàn hát bài của anh Lam Trường. Em hát thử một câu đúng rồi, giống chị, Lam Trường. Nữa. Chị đang bây giờ, đề nghị đó. Giống như em. Bây giờ thì lại không giống nữa rồi ạ. Cứ hát đi, không cần. Cái bài nào mà em cho rằng nó giống Lam Trường chứ? Cái bài mà em thích nhất của anh Lam Trường vẫn là bài Tình Thôi Xót Xa. Nhưng mà bây giờ em hát thì không thể nào mà giống được như lúc trước em bắt chước, là bây giờ em hát đúng theo kiểu của em. Em hát em cứ hát đi, còn không là tới anh hát đó nghe. Từ khi quen em, anh đã biết bối rồi. Vì những lúc thoáng nghe em cười, anh đã biết con tim yêu em mất rồi. Người yêu ơi, xin em chớ quên. Làm Trường vô nghe. Chú trên cao, hoa lỡ lâm lênh lênh. Nụ hôn thương anh theo em rồi. Hay không? Tiếp Trường này xóa đi để đỡ lại cho anh Lâm Trường giùm chị. Em như kiều đắm say cho hôn ngất ngây. Cuộc tình ở dài lâu ngô sâu vòng tay em ai. Hay quá. Lắp trường. Hương nữa, Hương hát cho chị nghe đi Hương. Hương hát cho chị giọng nghe. Giọng Hương hay lắm á. Anh đang nghe lần nào đâu ạ? Thêm một bài nữa đi. Em vợ em hai vợ chồng song ca được không? Vợ em thì là một ca sĩ mà hay hát đạt nước ngoài, toàn hát tiếng Anh thôi ạ. Thế kể câu cũng được em. Hương hát đi Hương. Bất cứ một bài gì vợ cảm thấy là vợ hát được ngay lúc này thì vợ hát. I love you but I gotta stay true. My morals get me on my knees. I'm begging, please stop playing games. I don't know what this is, but you got me cool, just like you knew you could. I don't know what you do, but you do it well. I'm under your spell. Hay quá. Trời ơi. Hai vợ chồng thiệt á, coi như là kẻ tám lạng người nửa cân, không ai thua ai mà không ai hơn được ai luôn á. Bây giờ mình vô thẳng đến cái giai đoạn mà các bạn yêu nhau đi. Dạ. Năm 2008 là em bắt đầu em thi Việt Nam Idol, thì bắt đầu 2009 em bước chân vào Sài Gòn. Chính thức em sống tại Sài Gòn từ năm 2009 cho đến 2014. Nghĩa là khoảng 5 năm là tụi 5 năm yêu xa. Dạ. Yêu xa 5 năm luôn. Dạ. Dạ. Wow. Coi như là cứ ăn đầu xong em cuối xong vậy đó hả cưng? Ai có thời gian rảnh thì lại bay ra, bay vô, gặp nhau thăm nhau vài ngày. Nhưng mà trong thời gian xa như vậy, có những kỷ niệm hay những cái biến cố gì mà nó là không thể quên được á, ở trong cái cuộc sống hai đứa tụi em? Đối với em thì lúc đó nó là biến cố, bây giờ nó là kỷ niệm rồi. Tức là cô này lúc đó cô ấy sinh viên của trường đại học ngoại ngữ, có thời gian mà đi du học ở bên Trung Quốc nữa. Đài truyền hình Quảng Tây và đài truyền hình Nam Định hay mời cô sang bên đó để biểu diễn vào những dịp lễ, dịp Tết. Mỗi năm cô đều qua đó một hai lần để biểu diễn. Thì là năm 2010
bị tai nạn bên đó, đi xe ô tô của đài truyền hình luôn ạ. Trên xe có 4 người bị lật trên đường cao tốc, thì là có 2 người mất ngay tại chỗ, còn 1 người thì là sống thực vật. Cô này thì cô ấy đúng là may mắn thôi, là chỉ bị gãy chân, gãy tay, gãy xương sườn. Là kính đâm vào người bất tỉnh, xong rồi tỉnh dậy là thấy mình đang nằm trong bệnh viện rồi. Bao lâu mới tỉnh dậy? Mẹ vợ em bây giờ mới gọi điện cho em, mà lúc đó em lại đang quay một bộ phim truyền hình trong này. Khi mà em nghe điện thoại là em cũng sốc lắm, bởi vì là mẹ nói là không biết nó sống hay chết bây giờ như nào con ạ. Nghe đến đó là em biết là nặng lắm rồi. Em cố quay xong ngày hôm đó thì em xin đạo diễn là dồn lại tất cả những buổi quay của em sang ngày khác, cho em xin nghỉ vài ngày để em ra. Thế là em cũng sắp xếp được công việc, sau đó em ra thì em đi liền sang Trung Quốc. Đi liền Trung Quốc thì sang đó cô vẫn bất tỉnh. Em ngồi đó em chờ, khi mà cô tỉnh dậy thì cô thấy em ở bên giường bệnh rồi. Có nghĩa là mở mắt ra là em thấy trường đầu tiên. Dạ. Ồ, trời ơi, lúc đó cảm giác em sao? Lúc đó thì em nghĩ là em mơ thôi, như là một giấc ngủ dài ạ. Thì em thấy anh ở bên cạnh và thấy mẹ em có hỏi là ố sao mẹ với cả anh lại ở đây. Sau đấy thì bắt đầu em mới biết được là chuyện gì xảy ra. Rồi yeah. ở bên đó bao lâu thì mới về Việt Nam? Dạ em ở bên đó 2 tuần ạ. 2 tuần, như vậy là Trường chắc ở được mấy ngày thôi đúng không? Dạ vâng. Lúc mà anh Trường anh đi thì thực ra là có mẹ em bên đó rồi. Cái lúc đó là em đã thấy yên tâm rồi, yên tâm rồi. Đúng rồi ạ. 2 tuần xong em về Việt Nam, em có phải nằm viện tiếp nữa không? Dạ không, em ở nhà mẹ em chăm em. Dưỡng thương bao lâu thì em bắt đầu hoạt động trở lại được? Dạ tầm 4 tháng á. Đi lại bình thường là mất một khoảng thời gian là bao lâu? 1 năm ạ. Một năm. Tại vì là bác sĩ có hẹn là 1 năm sau quay sang bên đó để lấy đinh, lấy nẹp trong chân, trong tay ra. Yên tâm rồi, đi lại được luôn. Yên tâm rồi. Thì cỡ chừng chưa được 1 tháng sau, đang đi bộ thì tự nhiên là chân khuỵu xuống. Có người ta không biết, người ta đỡ thì người ta cũng sốc lên, thì đúng vào cái phần tay này, người ta kéo tay nó ở đó thì gãy luôn cả tay cả chân, đúng vết cũ luôn. Tức là tháo ốc tháo này kia nọ đó. Trời thì cái đó nó chưa lành, dạ, nó cũng chưa có thể lành. Dạ vâng. Nên khi mà có sát đụng nhẹ là vỡ ra, tức là gãy ở trong đó luôn. Cái lần đó thì các chị nghe kể không? Kể mà em còn ớn. Thấy đau lần đó thì em cảm nhận hết. Mọi đau đớn là em cảm nhận hết. Tại còn cái lần đầu tiên thì là em bất tỉnh không biết, rồi đúng không? Dạ, ông là đau nhất. Vâng. Thực ra là lúc em chỉ muốn là nếu mà phải là em thì em gánh hết cho cô ấy, cô ơi đỡ phải chịu đau đớn, vì em có một điều mà đến lúc mà em còn cảm thấy nếu mà mình như vậy mình cũng đau đớn này. Khi mà cô ấy bị như vậy thì là đưa vô bệnh viện cấp cứu ngay, nhưng mà xui cái đúng ngày đó là ngày 1 tháng 5. Đưa vô nằm chờ. Nằm đó nằm chờ 3 ngày thì mới được bác sĩ về, đi về thì mới được. Trời ơi, 3 ngày trời. 3 ngày trời nằm nẹp tạm thôi, nằm đó. Chân nó cứ lùng lẳng. Thế em mới bảo là mình con trai, mình đàn ông con trai mà mình gặp trường hợp này có khi là mình còn đau đớn nữa. Vậy là giữa cái mà lúc đó với cái đau đẻ đó là coi như đối với em là bình thường luôn, đúng không? Dạ là đúng rồi. Thực sự của người ta nói không gì bằng đau đẻ, nhưng mà cái kiểu của em mà gãy lại là chị nghĩ nó đau kinh hoàng lắm, đúng không? Dạ đúng rồi. Và tụi em là kết hôn được mấy năm rồi? Hơn 5 năm rồi ạ. Nhưng mà nói em cái này nghe, khi mà Thu Hương lành hết thì dĩ nhiên trên người sẽ còn có những cái vết sẹo. Khi bắt đầu em nhìn thấy những cái vết sẹo đó, thật sự anh đang muốn nghe cái suy nghĩ của em lúc đó. Em nghĩ là anh là đàn ông nên anh rất là nhạy bén trong cái chuyện này. Nó thực sự là em cũng thời gian đầu mà em nhìn những vết sẹo của vợ em sợ, nhìn đã sợ rồi, biết nào nó dài như con rết ấy, nó còn nổi lên nữa, sẹo lồi mà. Xong rồi sờ vào là mình thấy rung mình à. Lúc đấy em cũng căng thẳng lắm, em bảo bây giờ chạm vào mà mình còn thấy sợ. Em cũng phải mất một thời gian dài để em tập làm quen cái chuyện này. Nhìn thấy vết sẹo của người yêu mình mà mình không thấy sợ này, chạm vào nó mình thấy bình thường này. Cuối cùng là em cũng làm được. Và bản thân cô ấy lúc đầu cô còn ngại, nhưng bây giờ cô không cần phải che sẹo. Thì lúc tụi em trong cái khúc mắc về tình cảm, sau khi bị lần thứ hai, cô ấy lo lắng quá. Cô nghĩ rằng cô là người vô dụng, cô ấy sẽ không thể nào cô đi lại được bình thường, sẽ trở thành người tàn phế. Bởi vì cô mất 2 năm là tự nhiên là thành một người không đi làm, rồi là không có thu nhập, rồi là mẹ phải nuôi. Cho đến cái chuyện mà vệ sinh cá nhân là cô ấy cũng không tự làm được, nên cô cảm thấy là cô tự ti và cô cảm thấy cô ấy vô dụng vô cùng. Cô ấy đòi bỏ em, giải thoát cho em, đó. Cho em đi yêu người khác, đúng rồi đó. Mà dễ gì em chịu, đúng không? Lúc đó cái cảm xúc của em nó mâu thuẫn lắm á. Lúc đó là rất yêu anh, bởi vì là cái tự ti về bản thân đó, cho nên là em muốn giải thoát cho anh, cũng bởi vì là muốn tốt cho anh thôi. Anh có nói với em một câu cả cuộc đời em không bao giờ quên: em cứ yên tâm, cho dù em có tàn phế cả đời, em có phải ngồi xe lăn cả đời, thì anh cũng vẫn sẽ yêu em, anh vẫn sẽ lấy em làm vợ, chăm sóc em cả đời.
tụi em đúng là sanh ra để mà gọi là phải là của nhau. Bọn em lúc đó thì nó có thể là nó là cái biến cố, nhưng bây giờ thì nó là cái kỷ niệm. Ký ức đẹp cỡ mấy mà vô đúng cái format của chương trình là đúng đến phần là... nhì là cũng phải nói có xấu với nhau. Mà thực ra mình nói để làm gì? Mình nói để cho mình hoàn thiện hơn, để cho cái gia đình mình gắn kết hơn. Yeah. Chứ không phải nói là để mà bươi móc, không phải vậy. Cái mục đích của chương trình là như vậy. Vì tập xấu à? Vừa cứ chia sẻ, vừa chia sẻ cho anh chị, cho mọi người biết là chồng có những tật xấu gì. Vừa cứ nói đi. Anh Trường thì anh ấy có mỗi cái tật xấu mà em hơi khó chịu một chút. Anh ngủ hay ngáy lắm, mà ngáy to. Nếu mà đều thì không nói chuyện làm gì. Nó khổ lắm em. Đang ngưng, em tưởng là êm rồi, tự nhiên là cắm một cái. Đúng rồi, là giật mình không ngủ được luôn. Mình không biết em. Nhưng mà dạ, em đúng rồi, tâm mình là không có qua được. Với cả thực ra là khổ lắm, với cả khổ lắm luôn á. Thực ra là bình thường thì ngáy cũng nhỏ, nhưng mà nhậu về mệt xỉn thì ngáy to hơn nhiều anh. Anh nhậu về anh ngáy một cái muốn sập cái phòng. Khổ tâm lắm em ơi. Tới mức mà mình buồn cũng buồn. Ghi âm lại nghe lại xong cái buồn lắm kìa. Lo lắm. Mà cái gì đâu buồn, cái đó không phải tật xấu. Không, anh rất sợ cái tiếng ngáy của anh làm thiệt. Nhưng mà em có biết là sau đó là mình sẽ bị ghiền không? Nếu mà những cái bà vợ á, chị không biết em như thế nào, nhưng mà chồng chị cũng ngáy dữ lắm, nhưng mà giờ không có tiếng ngáy ngủ không ngon. Tại vì á, quen rồi, thành ra là nghe tiếng ngáy là mình đang được bảo vệ, mình đang có người bên cạnh mình. Cái lúc mà chưa lấy nhau á, em không mấy bận tâm đến cái tiếng ngáy đâu ạ. Thậm chí là anh có ngáy to mấy thì em vẫn ngủ ngon. Thế nhưng mà từ lúc mà sinh bé, em lo bé không ngủ được. Tại vì nhiều lúc là anh ngáy to quá bé giật mình. Rồi anh hiểu sao nha. Hai đứa con anh đó, nó ngủ quen chung luôn. Anh từ lúc sơ sinh đó. Quen luôn. Từ lúc sơ sinh cho tới bây giờ luôn á. Con em... bí ngô nó cũng ngủ rất ngon khi bà nó ngáy. Nó quen. Tức là vậy nè em, cái gì cũng vậy, nó phải có cái sự thích nghi. Và khi như vậy, tức là giống như mình sống chung với lũ. Là mình phải biết thích nghi với lũ. Giống như bây giờ ba nó không thể sửa được. Vì cái đó nó đâu phải tật xấu đâu mà sửa. Cái đó nó là cơ địa, nó là bệnh. Đúng rồi, nó là bệnh lý rồi. Thì mình phải sống chung với tiếng ngáy. Thì từ từ là thích nghi, sau đó là ghiền. Có tật xấu gì mà nó khác không? Thí dụ như là nóng tính nè, hay gia trưởng nè, hay là lượng thượng. Có gia trưởng không? À, gia trưởng thì tất nhiên là có rồi ạ. Thế nhưng mà cũng vừa phải thôi, vừa đúng phải. Không? Thường có những cái tật xấu cơ bản của những ông chồng, đó là ở dơ. À, cái này thì anh rất sạch ạ. Có tật xấu là cũng đôi khi thỉnh thoảng là cũng hay về muộn, đúng không? Đúng rồi. Nhậu. Ngày đó thì bây giờ em thì ham vui thôi ạ. Đó là ham vui đó. Ham vui là tật xấu đó. Ham vui là tật xấu đó. Giờ mong muốn anh thay đổi điều gì? Em thì em chỉ muốn là anh đi với bạn bè, đi nhậu nhẹt nhé các thứ, thì cố gắng là uống ít một chút, về nhà sớm hơn một chút. Anh uống nhiều nó hay ảnh hưởng đến sức khỏe, bởi vì anh ấy bị xoang á. Thì mỗi lần mà anh ấy về anh khó thở lắm. Rồi là ngáy to nữa. Thì tất nhiên ngáy to rồi, nhưng mà anh ấy uống nhiều xong là về cả một ngày hôm sau là anh ấy ngủ bệt luôn. Thực ra thì bây giờ em cũng ý thức được hơn rồi. Lúc trước là vợ mà gọi là em gọi để một đấy, về ngay đây, nhưng mà thực ra là cái về ngay đây nó phải mấy tiếng sau em mới về. Nhưng mà bây giờ thì là em ý thức rồi. Em cũng không hay ngồi lên la cả quá. Hiểu được cái điều mong muốn của vợ thì khắc phục em. Rồi giờ tới em nè, cô ấy có tật xấu gì? Chỉ là những cái tật xấu nó nhỏ thôi mà em cũng kinh quen đấy. Thí dụ hay quên tai hại lắm ấy ạ. Quên gì? Lắm lúc mà cô hỏi em là chồng ơi, đồ trắng này như nào đây, vợ cứ để đấy, chồng tự giặt tay. Thì không hiểu sao ngày hôm sau thì em vẫn thấy cái đống quần áo trắng của em, quần áo diễn của em nằm trong máy giặt rồi, và nó thành màu cháo lòng. Thôi em phải thông cảm, cái vụ đó là do cái sự cố mà ngã xe, tông xe, thuốc mê mà em, thuốc mê bắt buộc là sẽ phải giảm bớt. Đã vậy còn xanh nở nữa là mau quên. Còn rồi, gì tiếp nữa theo. Bảo thủ. Ấy. Cực kỳ bảo thủ luôn ạ. Bảo thủ mà bảo vệ chính kiến của mình một cái cách gọi là cố chấp. Thôi xong, cãi cho tới luôn. Tới thôi luôn. Xong. Còn những gì nữa không? Cô này nói cô bảo em ngủ thì hay ngáy thì cô ngủ hay gác. Gác mà toàn gác lên bụng lên ngực ngày sau thở anh. Cổ không? Có lần em ngủ say là gác lên cổ rồi, xong là luôn rồi đó. Lúc đầu thì em còn khó thở, em không quen. Bây giờ thì quen rồi. Quen luôn. Lắm hôm em ý thức được là nếu mà em nhậu xong về em ngáy to là em sẽ tự trải nghiệm gì đất em ngủ để không phiền vợ, không phiền con. Em lấy gối em ôm, em lấy gối em gác. Nhất định là em phải có một cái gối đó thì thành quen. Nhất định là phải có người gác. Rồi bây giờ đến phi trường muốn vợ mình thay đổi điều gì? Thay đổi cũng được mà không thay đổi cũng được, không sao cả. Trong đến giờ này là cũng quá hiểu nhau rồi.
Nếu mà thay đổi được nữa thì là quá tốt. Thực ra là thay đổi để tốt cho cô ấy. Bớt bảo thủ đi tốt. Bớt bảo thủ cho bớt khắc khẩu, cho nó khỏe đi, đúng không? Dạ. Và em lúc trước là em còn hơn thua, bây giờ là em là thôi em nhịn, thôi cho vợ về nhất. Rồi thôi chị, cảm ơn tụi em đã đến tham gia với chương trình. Dạ. Cảm ơn anh chị ạ. Dạ, đầu tiên thì cho em xin phép chào anh Quốc Thuận, chị Hồng Vân và quý khán giả chương trình Vợ Chồng Son. Em tên là Nguyễn Văn Quý, năm nay em 29 tuổi. Hiện tại thì em đang sinh sống và công tác tại thành phố Hồ Chí Minh. Nghề nghiệp chính của em là nhân viên kỹ thuật. Em tên là Mai Thu Quỳnh, em 26 tuổi và công việc của em là chuyên viên nhân sự. Chị hỏi nè, thời gian vừa qua hai đứa ở nhà đó, rồi có xung đột nhiều không? Hay là cảm thấy là mình gắn kết với nhau hơn, yêu thương nhau hơn? Hay là mình ở gần nhau nhiều quá rồi mình nảy sinh những cái chuyện mà bất đồng về quan điểm, về ăn uống, về cách thức mà chăm sóc nhà cửa? Trong cái thời gian giãn cách vừa qua thì nhà em thì cũng không được may cho lắm, là chồng em là F0, chồng em là dương tính, cho nên là nhưng mà anh là được cách ly ở nhà. Cái lúc đó khi mà em phát hiện là em bị F0 đó, thì cái tâm trạng của em lúc đó nó như thế nào? Dạ thì lúc đó thì tâm trạng của em là lo lắng, rất là lo lắng. Thứ nhất là gia đình thì có em bé nhỏ, thì em sợ là lây cho nó từ trước mà mình không hay á. Thì lúc đó là em rất là lo lắng cho con, rồi lo lắng cho vợ. Thì ảnh hưởng sức khỏe, sợ nó không tốt cho bé. Cái lúc mà em biết chồng mình bị F0, cái tâm trạng của em thì như thế nào? Thật ra là tâm trạng em lúc đó thì cũng rất là lo. Nhưng mà tại vì em làm trong những ngày vừa qua là em cũng theo dõi sức khỏe của chồng, là biết là chồng cũng không phải là thuộc dạng có triệu chứng gì cả. Mà đối với em thì em nghĩ là cái bệnh nào đi chăng nữa thì nó cũng có thể điều trị được bằng cái tâm lý của mình á. Được thời gian trở lại với cái quá khứ đi, kể cho anh nghe coi cái lần đầu tiên hai em gặp nhau như thế nào, chuyện tình nảy nở ra sao, cơ duyên. Dạ. Hai vợ chồng em làm chung một công ty, có cái lần đó là phòng em có cái tổ chức một cái cuộc họp nội bộ, tất cả các bộ phận sẽ tới trong cái cuộc họp đó, thì ngay lúc đó thì mới gặp được chồng em. Còn trước đó thì em chỉ biết là có cái bộ phận kỹ thuật ở trong cái công ty này thôi, mà thực sự ra là bộ phận kỹ thuật ở trong công ty em là những người rất là lớn tuổi rồi. Em kêu bằng chú không à, em không bao giờ em nghĩ là trong cái bộ phận đó có một cái anh mà trẻ như vậy mà còn đẹp trai như vậy nữa. Thích không? Thật ra thì em thì lúc đó chỉ có công việc thôi, cho nên là nhìn biết trẻ thôi, đẹp trai thôi, nhưng mà trái tim chưa có xuyến xong, chưa có gì hết, chưa có gì hết. Nhưng mà cái nguyên nhân gì, có như cái cột mốc gì mà hai đứa coi như chạm nhau và có tình cảm với nhau? Dạ. Từ đâu? Thì cũng trong cái cuộc họp đó luôn. Xong cái hết cuộc họp đó em ra em chặn ông này ngay trước cửa. Em nói là anh Quý, anh mở cái máy lạnh kiểu gì mà em cảm thấy nó lạnh quá vậy? Kiểu em trách móc á. Cái ảnh mới nói với em là em thấy lạnh hả? Nếu em lạnh thì có cần anh nắm tay em không? Cái anh ấy ảnh đưa cái tay ra. Tại vì thời gian đó là em cũng không có bạn trai, cũng 5-6 năm không có bạn trai, tự nhiên có người đưa tay ra cho nắm tay, cái tự nhiên mình nắm tay luôn. Bạn chồng á, khi mà em cái trong cuộc họp đó em có để ý gì đến vợ em không? Dạ, thật sự thì em cũng không có để ý gì. Nhưng mà từ cái lúc mà ra phòng mà bạn chặn em để mà hỏi á, thì mình cũng vui mình thấy mình chọc thử cái bạn này phản ứng như thế nào. ai ngờ đưa thiệt rồi sau nè tối đêm đó có xuyến xắn rồi có nhắn tin không? Dạ không cần tới đêm đâu, tại vì vừa xuống tới phòng là em bắt đầu em đi chi tìm số điện thoại liền. Có nghĩa là chiều hôm đó nhắn tin liền hay là dạ, sau đó mới nhắn? Dạ thì khi mà họp xong em đi xuống phòng thì em cũng có tìm số điện thoại của bạn. Thì em cũng suy nghĩ là bây giờ có ai mà cho số đâu, bây giờ mình phải kiếm xin ship mình thôi. Thì được hên may mắn là có anh ship, anh thương hai đứa. Thì anh nói là anh cho số cho em nè, em tìm hiểu. Đó thì bắt đầu tối hôm đó thì em cũng không có nhắn gì nhiều. Em chỉ khoảng 9 giờ thì em chúc ngủ ngon thôi. Dạ, thì cứ khoảng cỡ một tuần thì em cũng không có nói tên gì hết, em chỉ nhắn đơn giản là chúc em ngủ ngon thôi. Cứ tuần lễ vậy đúng giờ đó là chúc em ngủ ngon. Dạ, em đúng có đoán rồi. Được ai không? Thật sự là em không có biết là ai luôn. Tại vì thật ra thì lúc đó thì
em thỉnh thoảng cũng hay nhận những cái loại tin nhắn nặc danh như vậy, em tin nhắn nặc danh cho nên là em cũng không biết là ai, em cũng hơi nghi là anh này, nhưng mà anh này anh cũng khôn, anh lấy cái số điện thoại không có nằm trong danh sách nhân viên, cho nên là em tra cũng không ra, mà cái số đó cũng không có cái kết nối với mạng xã hội gì hết á, sim rác đó, mình không biết là ai hết trơn á, mình mà ngày nào tới 9 giờ cái nhắn tin chúc em cũng ngon thiệt, thường là không biết ai, mình hỏi là ai cũng không nói, mình rất là tức nha. Cái bữa đó là em tới 9 giờ đó là em thấy tin nhắn tới là em tức lắm rồi, em mới nói là bây giờ anh mà không nói cho em biết anh là ai thì anh đừng có nhắn tin cho em nữa, anh đang quấy rối cái cuộc sống của em rồi đó. Em nói như vậy. Cái rồi anh nói đó chắc lúc đó ổng cũng hơi sợ sợ hay sao đó. Cậu mới đưa cho em số điện thoại mà có cái Zalo của ổng. Cái em mới vô cái Zalo đó thì em phát hiện ra là rồi đúng là ông nội này rồi, đúng là ông này rồi. Nhưng mà trong cái thời gian một tháng đó thì bạn này cũng tới sinh nhật. Đó, thế thì em cũng đi mua một món quà để em tặng. Nhưng mà em tặng thì cái cách thức em tặng em cũng giấu luôn. Dạ, em xin giấu. Giấu quà gì? Chuyên dạ. Gia đặt danh đó, chuyên gia đặt danh người khác dạ, luôn. Dạ, em giấu, em tặng rồi em tặng rồi chuyển lên cho bạn. Thì bạn... không biết là ai xong rồi á, cái lúc mà bạn điều tra ra được á thì bạn có mang quà xuống trả. Lý do lý do là tại vì đâu có quan hệ quen biết gì đâu, tự nhiên nhận tặng quà sinh nhật cho người ta. Khi mà cổ trả quà em lại thì lúc đó em thấy sao? Dạ thì lúc mà bạn này đem xuống trả quà lại cho em á thì lúc đó em thấy rất là buồn. Xong rồi em nghĩ trong bụng, em nói trời ơi, mình cất công mình đi lựa, mình cực khổ quá mà trả lại cho mình tự ái nữa chứ, tự ái lúc đó là em cũng tự ái. Xong rồi em ngớ trong bụng, nói dám trả quà lại cho tôi thì tôi quyết tâm tôi cua lại cho đổ mới được. Cua cho bỏ ghét đó đúng không? Dạ. Cái chuyện mà ảnh tỏ tình với em á, cái đợt đó tỏ tình là ở đâu, nó có cái gì đó đặc biệt không? Thì lúc đó là em tỏ tình với bạn là ở trên cầu Thủ Thiêm. Chất quốc hết rồi chị ơi. Chất quốc luôn dạ. Suy nghĩ chị đoán đó. Chất quốc đồng là... bất tận được. Tại vì lúc đó là hai đứa đi dạo trên đó, thì lên trên cầu, thì trên đó thì gió mát lắm, thì hai đứa cũng ngồi nói chuyện rồi uống nước trên đó. Dạ. Thì lúc đó thì mình cũng xin phép nắm tay. Thì lúc đó là vẫn xin phép nắm tay trước. Rồi bắt đầu mới ngỏ chuyện. Thì trong thời gian qua thì cũng tìm hiểu, nói là bây giờ hai đứa mình tìm hiểu cũng được một tháng rồi, cũng có tâm sự với nhau, thì thôi cho anh xin phép là anh làm quen với em được không? Dạ thì lúc đó thì bạn này cũng đồng ý. Dạ thì lúc đó là đồng ý xong rồi em cũng tặng lại món quà luôn. Dạ ngoài ra còn có thăm dò, có hỏi han gì, cái gì điều gì đặc biệt không? Dạ thật ra thì nó cũng có một chút đặc biệt như thế này, tức là trước khi anh đã tỏ tình với em á thì anh có hỏi em hai câu hỏi. Hỏi em là gia cảnh của anh á thì không có phải là giàu có, anh là dân tỉnh này kia, thì hỏi em có ngại cái vấn đề mà kinh tế gia đình không. Sau anh hỏi em thêm một câu nữa là em có bao giờ sẽ hỏi anh là nếu mà em và mẹ rớt xuống sông á thì có bao giờ đặt anh vô cái tình huống là sẽ chọn cứu ai trước hay không. Thì lúc đó em có nói với ảnh là thật ra thì em sẽ không bao giờ muốn đứng giữa cái vấn đề mà giữa bạn gái và giữa mẹ đâu, vì em cảm thấy là hai cái tình cảm nó không có liên quan gì tới nhau, mình không thể nên bắt một người đàn ông mà lựa chọn gì á. Thì em nói là em sẽ không bao giờ em hỏi anh về cái vấn đề mà phải lựa chọn giữa mẹ và bạn gái của mình. Bao lâu tụi em mới làm đám cưới? Dạ thì khoảng cỡ một năm. Dạ một năm thì tụi em đám cưới. Mà lý do gì cưới? Dạ bác sĩ kêu cưới. Dạ. cũng tới thời. Chứ ví dụ mà bác sĩ không kêu cưới thì tính mấy năm mới cưới? Dạ thì trong dự định hai đứa thì từ 2 năm tới 2 năm rưỡi là tụi em mới đám cưới. Rồi cái hoài thai đó là mình có được cái sự kết hợp ở đâu, là cánh đồng bất tận hay là một bãi biển hay là một dòng sông? Chắc là biển đó chị, chắc biển. Ở đâu là biển đúng không? Dạ không, thật ra là cái vụ đó là ở trên Đà Lạt. Thì thật sự ra là chồng em ảnh có một cái nỗi ám ảnh với lại Đà Lạt, tại ảnh nghe người khác sợ nói ma đúng không? Không, ảnh nghe người này người kia nói là cặp đôi nào mà lên Đà Lạt là thế nào cũng chia tay. Cho nên là ảnh em có năn nỉ ảnh đi Đà Lạt bao nhiêu lần không bao giờ ảnh cho em đi. Đâu em nghe ở đâu vậy? Em nghe đó chứ vậy? Còn cái này chị mới nghe luôn á. Chị là cái nghe Đà Lạt là dính không á, đi Đà Lạt là dính không á, đó không đi Đà Lạt vậy em dính á chứ không có cắt
ra đó, không có chia đó. Ừ. Dạ. Em ơi, em phải nói một cái gì để cho nó rõ ràng nha, tại vì khán giả Đà Lạt coi nhiều lắm. Em thì nghe em đâu cũng nghe trên mạng xã hội thôi. Nữa dạ. Mạng xã hội đó. Đó là do là công ty em tổ chức đi du lịch hàng năm ở Đà Lạt á. Thì em làm phòng nhân sự mà em nói mà anh mà không đi thì anh mất quyền lợi gánh chịu. Không có tiếc nuối gì đâu nha. Mà dạ, thật ra là ảnh càng nói là lên Đà Lạt chia tay là em càng muốn đi để coi vậy thiệt là chia tay không, tại vì cái lý do chia tay thì như vậy nó quá là vớ vẩn đi. Không có căn cứ. Không căn cứ gì hết, cho nên là em quyết tâm là đi cho bằng được. Nhưng mình phải đi. Đi hai mà về ba đó, chị chứng kiến nhiều cặp lắm. Cứ đi hai về ba hoài là đi Đà Lạt không á. Ừ. Hôm nay hai đứa là làm đám cưới được mấy năm rồi cưng? Dạ thì hai đứa em thì tính tới hôm nay là 9 ngày nữa là tròn 2 năm. Ồ là dạ, son quá ha. Một bé gái. Dạ. Ủa sao biết hay vậy? Nói đó cái phần quà là con mèo gì đó là là bé gái dạ. Bé gái đó. Nhưng mà cầu hôn ở đâu? Thực ra thì tụi em sao ta, tụi em không có, do là bác sĩ kêu cưới á, cho nên là nói là cầu hôn á thì cũng không phải là cầu hôn gì hết, rồi tại vì tới đó là anh phải cưới rồi chứ giờ mấy tháng vậy? Mấy tháng lúc đó phát hiện là mấy tháng. Lúc mà em phát hiện ra là 6 tuần rồi. 6 tuần rồi. Là giờ phải cưới thôi, không nói năng nhiều. Không có lãng mạn không? Lúc mà mới quen là tặng con mèo đó, còn cầu hôn thì có tặng tới gì? Thật ra là cầu hôn đâu, nếu mà nói là cầu hôn mà chuẩn bị hoành tráng là không đâu, tức là đã sắp xếp đám cưới rồi thì cách đó trước cái ngày cưới mấy ngày đó thì anh lại chở em ra quận 2 lần nữa. Anh tìm cầu nữa. Thêm nữa đúng không? Dạ không. Bên cái đó là gọi là theo trên Google á là nó là đảo thần tiên. Dạ. Thì cặp mà xong đó thì em có bữa đó thì em có mua một cái cành hoa hồng. Hồng rất là to. Thì ra đó thì em cũng cầu hôn bạn. Thì cầu hôn bạn thì bạn cũng đồng ý. Sau này thì cái cành hoa hồng đó thì tụi em giữ cũng rất là lâu. Thì nó sau này nó cũng bị hư hại rồi, tụi em cũng bỏ nó rồi. Nói chung á là hai đứa là làm đám cưới sau đó một năm đúng dạ, không? Là do bác sĩ biểu cưới. Dạ. Thì có gia đình hai bên á có khó chịu về cái việc này hay không? Dạ thì thật sự thì gia đình hai bên cũng không có khó chịu gì về hai đứa, tại vì gia đình cũng hiểu, cũng thương hai đứa, cho nên là hai đứa xin phép cưới thì gia đình cũng đồng ý. Vậy dạ, là thuận lợi quá rồi. Dạ. Đến cái phần quan trọng nè, các bạn khai trương cái phần tò mò lắm. Dạ. Không phải tò mò nhưng mà nó em sao đó, nó máu lắm chị, nó hăng lắm chị, nó hăng tiếc lắm, tại vì lâu lắm mà không có hỏi câu này. Dạ. Hai đứa ở với nhau 2 năm mà có tật xấu gì không? Đó, đại hội dịch mặt đó, cái chỗ này thì cái... Dạ. Dạ, tật xấu của chồng em á thì phải nói là anh này á thì ảnh là kỹ tính, nhưng mà ảnh kỹ tính combo với cái vụ mà hay quên. Đã kỹ tính mà còn hay quên nữa. Sao có nghĩa là ông kỹ quá rồi ông dạ, không nhớ đúng là ông không để nhớ đâu để đồ đúng đạc không? Coi như là cái gì quan trọng là ông cất rất là kỹ, mà ông cất xong ông quên không luôn, nhớ là sao để ông đâu, bực bội rồi lại còn bị cặp nữa, bị cặp nữa rồi dạ, bắt đầu là giận cá chém thớt rồi. Cái đó là một tật xấu rồi. Tiếp theo còn tật xấu nữa của anh này là kỹ tính mà hay quên nha. Đó, đó. Kỹ tính hay quên nóng tính là 3 tật rồi đó. Anh này thì ảnh nóng tính lên á thì ảnh lại có những cái lời lẽ không kiềm chế rất là làm tổn thương em. Ví dụ anh thì cũng khá là, nói chung là cũng là gia trưởng đó, anh muốn em cái gì cũng phải làm theo ý của anh, tức là sau khi mà hai vợ chồng cũng có sự trao đổi qua lại với nhau, nhưng mà chốt lại là phải làm theo ý anh. Còn nếu mà không làm theo anh sẽ nói em như nè, em có biết làm vợ không? Là tổn thương đó, phải là tổn thương. Cái câu nói đó là em cảm thấy tổn thương cực kỳ luôn, tại vì nếu mà em không biết làm vợ thì ai là người biết làm vợ để anh cưới em về làm vợ đó mà. Đúng rồi đó. Còn không mày hỏi mà em làm mẹ kiểu gì vậy? Em biết không, phụ nữ ngộ lắm, đôi khi không phải là không cần là phải chửi thề hay là đập bàn đập ghế hay gì hết trơn á, mà những cái câu nói nó rất là nhẹ thôi nhưng mà nó tổn thương kinh khủng lắm. Dạ. Bởi vì nó bao hàm những cái mà nó đụng đến cái thiên chức của một cái người phụ nữ á. Thành ra là người ta bị tổn thương dữ lắm mà mình, tại vì nhiều khi em nói á, em không nghĩ cái điều đó sẽ làm cho vợ tổn thương, bởi vì nó đâu có
thứ nhất là nó không có lớn tiếng, thứ hai là nó không mang ý nghĩa, là nó dung tục, đúng không? Nhưng mà thực sự những cái câu nói đó nó làm cho tối về ngủ không có được á. Dạ đúng rồi. Đó là tại vì sao? Suốt một thời gian ở với chồng, đẻ con cho chồng, chăm con cho chồng ha, lo cho chồng. Dạ. Như thế tự dưng bây giờ hỏi một cái câu gần như là sổ toẹt hết, đúng không? Đúng rồi. Đó, cho nên rất là ấy. Rồi, tiếp theo đi. Còn gì nữa không? Tính ra thì ảnh chỉ có những cái tính như vậy thôi, chứ chồng em là người đàn ông tuyệt vời, hiếm có, khó tìm, không có được người thứ hai như vậy đâu. Thật sự ảnh chỉ có cái tính như vậy thôi. Ý là bốn cái đó rồi đó mà là tuyệt vời, hiếm có, khó tìm. Bây giờ mà em bỏ luôn bốn cái xấu đi là em coi như là vô địch luôn, coi như là kiếm giống như đếm sao trên trời không có luôn đó. Tuyệt chủng luôn đó. Dạ. Phần em hả? Quay trở lại với cái câu chuyện của cổ, à, những tật xấu của cổ là gì? Dạ thì vợ em á thì có tật xấu là nóng tính. Dạ. Nóng còn, luôn, em nóng luôn, vợ nóng luôn. Kiểu, dạ. Đều nóng trời luôn. Trời ơi. Dạ. Mà khi bạn hay nóng tính á, thì bạn hay hay giao tiếp mà kiểu hơi lớn tiếng với lại người nhà. Dạ. Thì cái đó này hơi nóng tính. Ủa hai vợ chồng là ở riêng hay là dạ. Có ở chung với ai không? Dạ thì hai đứa em ở riêng nhưng mà ở gần nhà ngoại. À. Dạ. Lớn tiếng với bên gia đình ngoại luôn. Thì cũng không có lớn tiếng gì mấy nhưng mà bạn nói chuyện thì lúc đó em cảm thấy là hơi bị cọc cằn xíu. Hơi cọc cằn với người thân. Dạ. Rồi hơi cọc cằn nóng tính. Ừ, rồi. Đó. Dạ thì còn một cái nữa là bạn cũng hơi ít làm việc nhà, hơi làm biếng xíu. Dạ. Né chữ làm biếng phải không? Dạ. Hơi ít làm việc nhà. Thì mỗi lần mà em đi làm về á, em mệt mà em thấy nhà bừa bộn thì em lại phát cọc. Em cọc lên thì em cũng làm. Em cũng làm mà em làm thì em lại càm ràm. Làm mà cọc là ổn. Dạ. Còn này là không làm. Đó. Dạ. Rồi. Rồi mà mỗi lần mà em nhắc nhở bạn á là phụ làm việc nhà chút xíu thì bạn lại giận. Bạn vẫn làm nhưng mà bạn lại dặn mâm sáng chén giận nữa. Dạ thì giận. Bạn cũng hơi khó chịu. Vẫn làm nhưng mà cũng hơi khó chịu. Dạ thì cũng chính vì đó mà hai đứa cũng hay xảy ra mâu thuẫn lắm. Mâu thuẫn là chỉ việc nhà nhỏ nhỏ vậy thôi. Có khi nào mâu thuẫn mà coi như là hăm he rồi ly dị chia tay rồi ly dị? Dạ có kia. Ai dạ, ai có. bên nào dạ vợ em thì đòi ly dị. Nhưng mà em nói với vợ là em hãy suy nghĩ cho con, tại vì con còn quá nhỏ, nó mà mất cha mất mẹ thì không phải mất mà là xa rồi, xa mẹ, cha mẹ thì nó thiếu thốn tình thương, tội nó lắm. Dạ thì em cũng khuyên thì mới đầu bạn này cũng cương quyết lắm. Dạ thì cương quyết thì khuyên rồi không nghe, thì cái em lại em ôm cái rồi thôi. Dạ thì em ôm cái thì bạn này cũng xìu xuống. Dạ nhưng bây giờ em bé thì có được ngoại hỗ trợ đỡ đần cho hai đứa để đi làm không? Dạ có, thì vừa ra ban sáng thì em sẽ gửi con cho bên nhà ngoại cũng gần đó thôi. Để cho ngoại phụ chăm, thì tối hai vợ chồng đi làm về sẽ đón về. Con nội là ở dưới quê lận đúng không? Dạ, đúng nội rồi. Là ở đâu? Dạ nội em thì ở dưới quê ở Vĩnh Long. Dạ. Cưng ông nội cưng cháu không? Dạ rất là, ông bà nói chung là bên nội bên ngoại đều rất là cưng. Rất là cưng đúng không? Dạ. Trong khoảng thời gian này thì chắc chắn là tạm thời là không gặp nội khoảng thời gian nữa. Dạ. Mà hy vọng là qua dịch rồi thì chắc có lẽ là đi lại thuận tiện rồi thì chắc là bà bồng bế lại về nội chơi thường xuyên. Dạ. Không, bởi vậy mới nói là nhân cái cặp của tụi em á, muốn chia sẻ một chút xíu với các cặp vợ chồng son. Nhất là cái thời điểm mà thực sự gì nè, cái vấn đề á, mà khi cái người phụ nữ em, cái người phụ nữ á, khi người ta mới sanh á, thì cái người mà người ta cần nhất đó là chồng bên cạnh mình. Cái thứ hai đó là mẹ ruột. Đó là hai cái người mà không thể thiếu được. Em biết ông chồng là về mặt tình cảm, về mặt sẻ chia. Còn cái người mẹ ruột là gì em biết không? Khi sanh xong nó nhiều thứ lắm, không phải làm việc không. Nó có những cái tế nhị của phụ nữ mà chỉ có mẹ ruột mới có thể hỗ trợ được thôi. Em hiểu không? Đó thành ra là chị nghĩ là hồi đó chắc là em cũng muốn là cháu nó phải thân thiết với bên nội, đúng không? Dạ. Để cho nên là chị nói em làm gì làm lá rụng về cội, nội ngoại của nó cưng lắm. Hả? Ông bà cưng nó là nó sẽ cưng với ông bà thôi. Cho nên các cặp vợ chồng son á,
thì mai mốt á, nếu mà vợ mình có sanh á thì né trường hợp giống như bạn chồng bên đây nghe, là tại vì cứ để những cái thời gian đầu phải để cho mẹ ruột ở gần với lại vợ của mình là hay nhất. Rồi. Là cái tâm lý sẽ giải tỏa. Rồi bây giờ em mong muốn vợ thay đổi điều gì? Dạ thì đầu tiên thì em cũng mong muốn vợ thay đổi là cũng bớt nóng tính lại. Mình nói chuyện với nhà thì mình cũng nhỏ nhẹ xíu. Dạ vậy thôi. Thì cái nữa là nếu mà có thể có thời gian á, thì phụ giúp em xíu là dọn dẹp nhà xíu, bớt làm biến lợi đúng không? Khéo rồi. Dạ. Đó. Dạ còn lại thì nói chung là vợ rất là biết yêu thương gia đình. Dạ cũng chịu học hỏi, nó cũng nói chung là cũng ok rồi. Dạ nó nghe nè, bây giờ còn chạy rap nữa không? Dạ thì tạm thời bây giờ thì em không chạy nữa. Em chỉ tập trung là làm ở cơ quan. Dạ với lại là em làm những bà, em làm kỹ thuật bảo trì cho những cái người quen. Dạ làm kỹ thuật bảo trì mệt lắm. Bảo trì về cái gì em? Về dạ điện. Thì em chuyên về bên máy lạnh gia đình. Dạ giúp lấy số luôn. Lấy số á? Lấy số nhà em ở đâu? Em thì ở bên phường 3 quận 8. Dạ. Quận 8 chạy qua quận 10 gần, mà lên thành phố Thủ Đức hơi xa. Ừ, thành phố Thủ Đức hơi xa, nhà chị Túc Thủ Đức. Rồi nhà mấy nay mấy lạnh chảy nước quá em ơi. Rồi còn em mong muốn ông xã thay đổi điều gì? Em thì mong muốn ông xã thay đổi về cái vấn đề là anh có nóng giận em cỡ nào cũng được, nhưng mà đừng có bao giờ nói em những cái lời như vậy. Những cái lời mà đụng chạm vô cái tự ái của em là em không có chấp nhận được. Và nhiều lúc em có khi là em không bình tĩnh được là em sẽ xảy ra những cái vấn đề mà mình không còn kiểm soát. Không còn kiểm soát, đã từng một số lần em như vậy rồi. Và em biết, nên em muốn anh thay đổi cái điều đó. Còn cái thứ hai nữa là anh hay bị dễ có cái suy nghĩ tiêu cực á. Hay kiểu giống như là bị miễn dịch kém với thông tin đó, hay nghe người này người kia đó nói này nói kia là hay suy nghĩ tiêu cực. Rồi khi tiêu cực ra thì lại nói những cái lời không hết, lại hay ho với người khác, không nói lời hay ho với người khác, cho nên là nó ảnh hưởng tới công việc anh rất là nhiều. Nên là em cũng muốn là anh thay đổi cái điều đó để cho cuộc sống mình nó tốt hơn. Có lẽ hai người đều mong muốn nhau á, là lựa lời để mà nói trước khi mình nói đó. Nói chung bây giờ cuộc sống giờ là vậy đó. Nhưng mà mình nói sao ta, vì không mất tiền mua lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau đó. Đó thì đúng là vợ em nói đúng đó, có nghĩa là vậy, nó sẽ mang lại nhiều những cái tốt cho mình hơn. Rồi thôi, chúc cho em hai vợ chồng ha sẽ luôn luôn thuận thảo thấu hiểu nhau và luôn nói những lời yêu thương với nhau nha. Với lại em á, đừng bao giờ suy nghĩ những cái gì nó tiêu cực nữa. Cuộc đời nó có rất nhiều thứ để chúng ta suy nghĩ. Vốn dĩ cuộc sống này ngày càng khó khăn, cho nên hãy suy nghĩ những gì nó tích cực và nó mang đến cho chúng ta thật nhiều năng lượng để có sức khỏe để mà làm việc. Em bây giờ là siêu nhân rồi đó nha. Đã ép không là mắc bệnh là em đã có kháng thể tự nhiên rồi, em lại còn được chích 2 mũi nữa là em giờ là vô địch đó. Rồi chào hai em, chút nữa chúng ta sẽ gặp lại nhau. Cảm ơn. Ok, bốc thăm trúng thưởng luôn. Bốc thăm trúng thưởng luôn mấy đứa ơi.